ngày 22 tháng 7, đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Sông Công đã chủ trì hội nghị ban thường vụ thành ủy Sông Công lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, bàn cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nghe và cho ý kiến và báo cáo kết quả một năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến độ triển khai chương trình phát triển đô thị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo của Ủy ban Nhân dân về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân trình Ban thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 22 dự án đầu tư công. Cũng tại hội nghị lần này, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy cũng nghe phòng quản lý đô thị trình bày đề xuất dự án khu đô thị số 1 Lương Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, đề xuất nghiên cứu quy hoạch khu nhà ở xã hội phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Đã có trên 20 ý kiến đóng góp của các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy đối với từng nội dung, trong đó nhiều ý kiến cùng đề nghị đối với các dự án mới đề xuất khi triển khai thực hiện phải có cam kết thời gian tiến độ thực hiện, tránh tình trạng kéo dài chậm tiến độ như một số dự án đang triển khai. Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Thái Cương tỉnh ủy viên bí thư Thành ủy Sông Công đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp các ý kiến của các đồng chí trong ban thường vụ. Đối với các nội dung báo cáo đã được thông qua, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban chuyên môn tiếp thu chỉnh sửa sao cho khoa học, số liệu chính xác. Các dự án mới cần được quan tâm tới việc kết nối giao thông, riêng về đại hội đại biểu phụ nữ thành phố sắp tới cần đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động để tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn.